tức là hết 1.800 đồng một xe. Có nghĩa là cũng rất là rẻ, rất là tiết kiệm khi mà các bạn kinh doanh rửa xe. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tahico. Thì trong cái video ngày hôm nay, tôi sẽ trả lời cái câu hỏi đó là một chiếc xe máy thì rửa hết bao nhiêu tiền dung dịch Vet75 mà Tahico đang cung cấp, cũng như là giải thích cái câu hỏi cho rất là nhiều anh em đang thắc mắc là một cái bình khi mà pha dung dịch Vet75 vào cái bình 1 lít dùng cho máy cao áp này thì rửa được bao nhiêu cái xe. Để từ đấy những anh em đang kinh doanh tiệm rửa xe máy có thể có cái bài toán tính toán được cho mình trong cái quá trình mà kinh doanh rửa xe máy. Thì bây giờ anh em chúng tôi sẽ thao tác trực tiếp để cho các bạn thấy. Đầu tiên là chúng tôi sẽ pha dung dịch. Thì tôi cũng xin nhắc lại là cái dung dịch Vet75 này, cái tỷ lệ pha của nó là nếu như pha với bình inox ấy là 1 lít dung dịch với 100 lít nước. Còn khi pha với bình 1 lít dùng cho máy cao áp này thì 100ml dung dịch sẽ pha với 900ml nước. Ok. Cũng nhắc lại với tất cả các bạn là khi mà mình pha dung dịch ấy thì mình sẽ đổ nước vào trước, sau đấy thì mình sẽ đổ dung dịch vào sau. Và đây là cái chai 1 lít Vet75, nó còn nguyên đai nguyên kiện này. Chúng tôi sẽ tháo ra và pha trực tiếp.
Thì vừa rồi chúng tôi đã thao tác trực tiếp để cho các bạn thấy 100ml dung dịch này pha với cái bình 1 lít dùng cho máy cao áp có thể phun rửa được cho 10 xe. Một cái chai 1 lít Vet75 mà Tahico đang bán ra thị trường 180.000, tức là 100ml dung dịch của nó có giá là 18.000. 18.000 tính ra cho 10 xe tức là hết 1.800 đồng một xe. Thì với cái tỷ lệ pha như vậy có nghĩa là cũng rất là rẻ, rất là tiết kiệm khi mà các bạn kinh doanh rửa xe. Các bạn khi mà xem video, nếu như còn những cái vấn đề gì chưa hiểu hoặc là muốn hỏi rõ hơn, các bạn có thể gọi cho cái số hotline hoặc nhắn cho cái số Zalo ở phía trên màn hình, hoặc các bạn comment cái câu hỏi của mình cùng với cái số điện thoại xuống dưới video để nhân viên của Tahico sẽ gọi lại tư vấn rõ hơn cho các bạn. Các bạn xem video nếu như thấy hữu ích hãy bấm like và nhớ đăng ký kênh của Tahico để có thể theo dõi những cái video hữu ích tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn có thật nhiều niềm vui và niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.